Anh em, mình vừa nhận được đơn hàng anh em. Đây, vừa nhận đơn hàng của Bình Khoa nha. Mình mua cái cần câu, đây là cái cần lua, cái lộn, cái cần câu cá tra. Mình vừa nhận thôi, sẵn làm review cho anh em xem luôn nha. Đây, coi, tâm. Đây, Quỳnh Tân Khoa nha. Anh em nay sẵn mua về làm review cho anh em luôn. Đây cho mình, ok. Giờ bắt đầu mình đặt ống, chứ không đặt hộp anh em. Thì đặt ống, cần câu để trong ống. Đây mình để trên đây nè. Mình khui cận nè, này nóng cũng dễ lấy ra. Đây cần nha, mega paga nha, mình lấy nét cho anh em xem thế nè. Đấy, mega paga Monster River 21, mình lấy cái này 21 nha. Là mình khui nha. Ok. Để trong cái túi hai ngăn này cũng ok lắm nè. Chính lên nè, sẽ làm sơ về cái góc trước kia nha, cán bằng phu keo bát phu si luôn nha anh em. Phái cái bát phu si nữa mà rất là nhẹ. Đấy, bóng lắm, cầm như yên tay lắm nè. Đó, cái phôi nữa nè, em có cái phôi nó sáng sáng nè, nhìn đã lắm. Giờ vô cầm cầm hớp hớp im nghe ha. Quen đây, quen vu si anh em, quen vu si luôn nè. Nét nét cái cho anh em xem. Đấy, vu si luôn nha. Đây, quen rất là đẹp, quen này bóng một phen vu si chất lượng anh em. Nhìn cái cọng nó bóng đẹp lắm. Mình có mấy cây quen vu si giỏm mà nhìn cái phen nó không có được đẹp. Đây có tem đóng phu si luôn nè. Đây có phần lõi nữa kìa anh em, phần cái lõi của nó nè, mình thấy rất là dày luôn, cái phôi dày lắm. Ok, bây giờ cái chân nó xong, bây giờ mình qua cái ngọn nữa nha, cái đọt. Ok, để nó qua một bên đi. Nhìn cái đọt cũng đẹp lắm anh em. Nhìn cái phôi của nó nhìn đẹp lắm. Rồi đèn vô sáng 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 nè. Khoen thì mình thấy ok cái dàn khoen đó rồi đó. Cái này là 6 cái khoen nè. Cây của mình 6 khoen thì mình có 21 à. Phu si luôn. Đây con em thấy được chưa, phu si rồi. Đây như hầm gói mà mình thấy nha, có chữ phu si luôn. Cây nào nhìn thấy ok lắm. Không biết gì đồ bờ nó ra sao thôi. Mình sẽ làm thêm một cái video nữa, là mình sẽ test cái đồ bờ cho nó. Và xong rồi mình sẽ đem ra xong mình nải luôn. Cột gì nặng nặng nữa mình kéo. Ok, bây giờ bắt đầu mình gáp lại thành sản phẩm nha.
Cái cần cần rất là nhẹ nè. Cần này mình mua 21 thôi, mình nhìn đi đánh bè nha. Mình đi câu với bè á. Đây. Ok đó, nhẹ. Gọn đẹp. Khoan đẹp nè. Ok, chào tạm biệt anh em nha. Mà hẹn gặp lại anh em trong clip sau nữa nha. Sau mình sẽ test độ bền của cây này. Thì thấy nó đẹp với dạng khoan chất lượng thôi, phôi đẹp. Mà mình chưa biết cái độ bền tải nó ra sao. Nhưng mình thấy là dạng phôi nó rất là dày. Dày hơn hàng Advent hết á. Ok, chào tạm biệt anh em nha.